Trong cái quá trình mà tham gia nghệ thuật của Cano lúc đầu á, khoảng mấy năm đầu á, thì gia đình không ủng hộ nha. Đối với chị Cano là một cái bóng quá lớn. Dạ. Nhưng mà hiện tại là chưa có thể vượt được. Lúc nào cũng mình phải học hỏi để mình tiến lên, để mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Và chị cũng rất là tha thiết được một cơ hội khác, một cái ngách khác để chị có thể luồn ra khỏi được cái ống đó. Nếu một vai diễn mình không thích lắm nhưng các sơ quá cao, cao không tưởng thì bạn có nhận không? Không nhận. Thôi, sao mình chỉ nói xạo với em. Với tư cách là một người nghệ sĩ thì đôi khi mình phải buông bỏ một vài điều. Trước khi chị bỏ chị Cano, chị bỏ ly nước xuống. Dạ. Thì không biết là sắp tới chị có muốn thử sức với lại những cái kiểu vai mà nó sẽ làm được cho khán giả rơi nước mắt không? Và có nghĩa là mình cứ đi thẳng theo cái mục tiêu sống của mình thì mình sẽ đạt được những cái thứ mà mình mong muốn. Và không ngừng học hỏi. Có nghĩa là ví dụ như là bạn đã được cái đỉnh A đi, thì mình phải ráng học hỏi trau dồi nhiều hơn nữa để có được những cái đỉnh khác trong cuộc sống của mình.